Thầy dạy cho bạn câu 73. Câu này được trích trong đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022. Đề bài như sau. Cho m gam hỗn hợp x gồm có tất cả là bốn chất. Trong đó nguyên trong x thì nguyên tố oxy chúng ta chiếm chừng đó phần trăm về khối lượng vào một bình kính thể tích không đổi. Thì ở đây người ta sẽ là chứa chừng đó mon oxy và mấu chốt ở đây là người ta cho oxy dư. Nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đưa về nhiệt độ ban đầu thì áp suất trong bình giảm 10% so với ban đầu. Coi thể tích chắc chắn không thay đổi không đáng kể. Bây giờ chúng ta làm từ từ này. Ở đây người ta cho chúng ta là m gam hỗn hợp gồm có Fe2 rồi FeCO3 rồi CuO Fe2O3. Rồi, ở đây người ta đi tới dụng oxy và ở đây người ta nói rõ là oxy dư. Số mol thằng này là 0,54. Bản chất là ở đây là gì? Bạn biết là ở đây từng chấm một sẽ tới tác dụng Fe tác dụng oxy để tạo thành Fe2O3. Còn lưu huỳnh tác dụng oxy để biến thành SO2. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ thu được cái rắn này. Cái rắn ở đây gồm có Fe2O3 và CuO. Tới đây được chưa em? Rắn gồm có hai chất là Fe2O3 và CuO, được chưa? Hả? Rồi. Khi đó nó sẽ tạo thành khí. Ở đây chúng ta sẽ thu được khí. Khi đây chúng ta biết là khi lưu huỳnh tác dụng vô oxy nó sẽ tạo ra SO2. Khi Fe2O3 tác dụng oxy thì tạo thành Fe2O3 cộng cho CO2. Và lưu ý đây là gì? Ở đây người ta cho là oxy dư. Như vậy trong trường hợp này chúng ta có thêm oxy dư nữa. Được chưa bạn? Được chưa? Rồi bây giờ mình xử lý ở trong này này. Ở đây mình đặt số mol này là A, B, C, D mol. Cái đó mình ở đây bạn biết là trong bốn chất này có trong hỗn hợp X thì chỉ có hai chất tác dụng được vô oxy thôi. Chất đầu tiên của chúng ta là Fe2 tác dụng vô oxy để tạo thành Fe2O3 cộng cho SO2 được cân bằng. Bên này bên phải là hai sắc, bên trái là hai sắc đủ bốn lưu huỳnh thì bên phải là bốn lưu huỳnh, ba nhân cho ba cộng cho 8 là 11, 11 chia 2 thì đây là 5,5. FeCO3 được tác dụng oxy thì bạn hiểu như thế này. Đầu tiên với tác dụng nhiệt độ thì FeCO3 chúng ta nhiệt phân tạo thành FeO cộng cho gì? CO2, hiểu không? Sau đó FeO sẽ đi tác dụng với oxy để tạo thành Fe2O3. Chúng ta đi cân bằng hai sắc đủ. Hai carbon. Đây có một carbon nhân 2. Rồi tiếp tục. 3 oxy cộng cho 4 oxy là 7 oxy. Ngoài đây 6 rồi thì chỗ này là 0,5. Ở đây mình gọi số mol của các chất lần lượt là gì? A mol, đây là B mol. Thì thằng oxy ở đây sẽ là bao nhiêu? Cho chữ thầy đi. 1 nhân cho 5,5 chia cho 2 2,75A. Cái đầu hai ở đây chúng ta sẽ là 2A. Tiếp tục. Mol của Fe3 là B. B nhân 0,5 chia cho 2 thì nó bằng 0,25B. Và CO2 ở đây chúng ta là gì? Là B. Vậy BD cho chúng ta là oxy dư. Oxy dư. Được chưa? Và bằng đấy này, ở đây người ta cho chúng ta là gì? Nung nóng khi phản ứng xảy ra hoàn toàn đưa về nhiệt độ ban đầu thì áp suất trung bình giảm 10%. Bữa trước mình học trong có vật lý là PV bằng NRT, phương trình khí lý tưởng. Vậy chúng ta thấy là V, P và N tỷ lệ thuận với nhau. P và N tỷ lệ thuận với nhau, hiểu không? Như vậy trong trường hợp này người ta nói như thế này này. Cái áp suất giảm 10% hay khác là mol giảm 10%, hiểu không? Hiểu không em? Rồi, bây giờ thầy sẽ giải thích cho bạn rõ. Mình có mol trước là mol của O2 này và mol sau. Mol trước của O2 sẽ bằng 2,75A cộng cho 0,25B cộng cho O2 dư. Thế để cho là bằng 0,54. Tiếp tục. Mol sau bây giờ là mol của SO2
mà sao có ba thằng SO2, CO2 và oxy dư. SO2 ở đây là 2A, CO2 ở đây là B cộng cho O2 dư. Và theo đề cho nó giảm bao nhiêu? 10%. Như đã nói là gì? Áp suất và mol tỷ lệ thuận với nhau. Áp suất giảm 10% thì mol giảm bao nhiêu? 10%, hiểu không? Giảm 10% thì còn lại phải đúng 90% không? Như đó. Như vậy cái hỗn hợp này chúng ta sẽ bằng 0,54 nhân cho 90%. Bấm đi. 0,54 nhân cho 90%. 0,486. Cái đó thầy sẽ lấy cái mol oxy từ mol oxy, mol O2 trừ mol sau. Vế theo vế thì chúng ta sẽ có 2,75 mà trừ đi 2 thì thằng này là còn lại 0,75A. 0,25 mà trừ đi 1. 0,25 mà chúng ta trừ đi 1 là trừ 0,75 B. Mol oxy dư trừ mol oxy dư là hết. Lấy 0,54 trừ đi 0,486, 0,054. Tất cả đây em chia hết cho 0,075 đi. Thì mình có A trừ B bằng 0,072. Đây là biểu thức thứ nhất chứ A và B. Rồi, được chưa? Tiếp. Đó là cái dự kiện thứ nhất. Để yêu cầu chúng ta là tính M, hiểu? Để tính M thì cần phải giải mã A, B, C, D, hiểu không em? Bằng hiểu không? Và ở đây dựa vào cái dự kiện thứ nhất, chúng ta đã tìm được biểu thức đầu tiên, đó là A và B. Chúng ta còn một dự kiện nữa chưa xài trong cái đoạn đầu tiên này. Đó là người ta cho thằng này, trong này oxy chúng ta chiếm 15,2% về khối lượng. Cái bài này là mình đã chỉ các bạn khá là nhiều rồi. Mỗi lần người ta cho chúng ta là phần trăm chiếm thì chúng ta sẽ chuyển về mol. Đây, chúng ta có phần trăm oxy này, phần trăm khối lượng oxy sẽ bằng 16 nhân mol oxy, tức là khối lượng oxy đấy, chia tổng là M nhân 100. Và thế đề cho là bằng 15,2. Từ đây em sẽ suy ra được mol oxy bằng, lấy 15,2 nhân cho M chia 100 chia 16 bao nhiêu? 0,0095 M. Được chưa? Các bạn hiểu chưa? Và bạn biết oxy, mol oxy thì trong này có 3 chất có chứa oxy thôi. Đây, 1 này, 2 này, 3 này. 3 chất này chứa oxy. Được chưa? Được không em? Rồi khi đó mình sẽ tương đương này. Mol oxy bây giờ là bằng 3B cộng C cộng 3D. 0,0095 M. M chúng ta tính đi, FS2 bao nhiêu? 56 cộng 32 nhân 2 120. FSCO3 56 cộng 60 116 B. 64 cộng 116 là 80 C. FS23 160 D. Được chưa? Khi đó em chắc chắn tìm biểu thức thứ hai chứa A, B, C, D. Các bạn suy ra thay bằng bao nhiêu? 0,0095 nhân 120, 1,14. Tiếp, 0,0095 nhân cho 116 trừ đi 3, 1,898. 0,095 nhân cho 80 trừ đi C, C là trừ đi 1, 0,24. 0,0095 nhân cho 160 trừ đi 3, 1,48. 1,48. Đây là biểu thức thứ hai chứa ABCD. Đó. Rồi, đó là dự kiện thứ nhất. Dự kiện sau này này, người ta nói như thế này, đun nung nóng hỗn hợp. Tiếp tục này,
mặt khác hòa tan m gam x, m gam x bằng 2 2 4 đặt nóng dư thì thu được trường này gam hỗn hợp muối và trường này mol khí. Điều cần chúng ta tính giá trị m, cái đoạn sau xử lý. Chúng ta cũng có bốn chất, đó là gì? M gam này, FeS2, FeCO3, COO và Fe2O3. ABCD để tác dụng với H2S4 đặc nóng. Ở đây người ta thu được là 1,8 m gam muối cùng 2 muối. Đó là Fe2S4 tất cả 3. COS4. Xem. Người ta nói là thu được 1,8 gam hỗn hợp muối này. Được chưa? Gồm có 2 muối, được chưa? Và 1,08 gam hỗn hợp cộng cho 1,08 mol gồm có CO2 và SO2, được chưa em nhỉ? Và dựa vào dữ kiện này chúng ta sẽ tính được cái hai dữ, chúng ta sẽ tính được gì? Mol, chúng ta sẽ tìm được hai biểu thức chứa ABCD nữa. Sau khi tìm được ABCD thì bài toán xong. Cái đó chúng ta có bốn phương trình bốn ẩn giải bình thường. Ở đây chúng ta còn có cộng nước nè, H2O. Rồi, bây giờ chúng ta xử lý. Ở đây đầu tiên em sẽ đi bảo toàn carbon. Carbon bên trái là B thì bên phải CO2, ở đây sẽ là B. Bảo toàn carbon. Ở trong cái phần này thì mình nhìn thấy này. Lưu huỳnh sắt ở đây là, chúng ta lưu ý là trong các hợp chất sắt và lưu huỳnh thì coi như nó là đơn chất là không hết. Sắt đây là dương 2. Sau phưởng thì sắt tăng lên dương 3, lưu huỳnh tăng lên dương 4. Được chưa? Còn gì? Lưu huỳnh tăng lên dương 6 chứ. Còn cái thằng 2-4 đặt của chúng ta là từ dương 6 giảm về dương mấy? Dương 4. Được chưa? Đầu tiên chúng ta sẽ bảo toàn E để tìm ra biểu thức chứa. Để ở đây mình có thể tính được cái mol CO2 bằng cách lấy 1,08 trừ B. Được chưa? Khi đó bảo toàn E để tìm biểu thức. Đây, FeS2 là phần tăng, FeCO3 là phần tăng, SO2 là phần giảm. Được chưa? Khi đó chúng ta sẽ tìm được biểu thức chứa XIABCD. Đợi nghe kỹ. Sắt từ 0 lên dương 3 khoảng là 3, lưu huỳnh từ 0 lên 6 khoảng là 6, nhưng 2 lưu huỳnh thay đổi nó là 12. 12 cộng cho 3 là 15. Từ 2 lên 3 khoảng là 1. Thằng này là từ 6 về 4 khoảng là 2. Cái đó chúng ta sẽ tìm biểu thức chứa ABCD. Mình sẽ có là 15A cộng B bằng 2 nhân cho 1,08 trừ B. Từ khi đó em sẽ suy ra được B bằng bao nhiêu. Không được, chúng ta còn có A nữa. Như vậy thầy sẽ để 15A giữ lại nguyên. Ở bên phải mình là trừ 2B quăng qua bên trái, B cộng 2B là bằng 3B. 1,08 nhân 2, 2,16. Từ đây tất cả đều chia cho 3, em rút gọn cũng được hoặc không tùy, để riêng cũng được. Như vậy tới đây thầy đã tìm được biểu thức thứ 2, biểu thức thứ 3 chứa ABCD. Như vậy chúng ta còn một biểu thức chưa xài nữa là 1,8 m gam. Khi đó chúng ta sẽ tìm được, vậy chúng ta tìm được cái m thế thôi. Rồi bạn tính cho thầy bao nhiêu? Đây, ở đây mình sẽ đi bảo toàn sắt và bảo toàn đồng. Đồng bên này là C, thì bên này nó là C mol. Bảo toàn sắt thì đây là gì? Hai, đây là A cộng B cộng 2D, bởi chúng ta chia cho 2 vì trong này có 2 sắt. Thì đây nó sẽ là 05A cộng 05B cộng cho D, được chưa em? Và biểu thức cuối cùng chúng ta là 1,8 m. Và chúng ta biết m bằng bao nhiêu. M ở đây giống như nãy, một đây, m ở đây m là bằng 120A cộng 116B cộng 80C cộng cho 160D. Được chưa? Bằng
FeCO3, Fe2O4 tất cả 3 là 400. Nhân cho 0,5A cộng 0,5B cộng D cộng cho 160C. Từ đây em sẽ tìm được biểu thức thứ tư chữ ABCD. Tính đây. 1,8 nhân 120 trừ đi 400 nhân 0,5. Tiếp tục. 1,8 nhân cho 116 trừ đi từ biến đổi đi em ơi. 8,8. Rồi, cái đó chúng ta có 4 phương trình bổ ẩn chứ ABCD. Và nhiệm vụ của bạn là bấm máy tính để tìm 4 thằng này là xong. Rồi, ta đến phương trình đầu tiên là A trừ B. Phương trình đầu tiên A trừ B bằng 0,072. Phương trình đầu tiên là ta. Đúng rồi. Đây, A trừ B bằng 0,072. Phương trình thứ hai của chúng ta đó là gì? Đó là có phương trình 1,14A trừ đi thằng này. 1,14 này trừ đi 1,898, nhưng mà đây mình ghi thiếu C này, trừ đi 0,24C, trừ đi 1,48 bằng 0. Phương trình thứ 3, phương trình thứ ba của chúng ta đó là gì? Đó đây là 15A cộng 3B khuyết C khuyết D bằng 2,16. Và phương trình cuối cùng là khối lượng. Còn phương trình nào nữa ta? Mà cần gì giữ ta? Em chỉ cần giải các phương trình, đây là phương trình 1 đi, với phương trình 3 đi, em tìm AB thầy bằng bao nhiêu rồi tới tiếp. Không phải 132 với 0,06. Bây giờ giải 1 và 3 này thì em sẽ tìm được là bao nhiêu? 0,132 với 0,06. Rồi, được chưa em? Rồi khi mình có AB rồi, bây giờ làm sao chúng ta tìm được C và D? Câu dưới kia nào mình chưa xài ta? Còn ở đây còn biểu thức này nữa đúng không em? Rồi khi đó chúng ta sẽ, đây là biểu thức số mấy nhỉ? Biểu thức số 2 và đây biểu thức số 4. Khi đó 2 em sẽ tương đương và 4 em sẽ tương đương. Em sẽ tìm C và D nữa thôi. 2 bây giờ sẽ bằng, ủa sao thầy ghi khuyết vậy ta, thiếu vậy ta? 2 bây giờ chúng ta sẽ thế vào, chúng ta quăng 0,48 ở bên kia, sẽ giải bữa bên này nữa. Từ bấm đi nha.
Bây giờ thầy sẽ có biểu thức số 2 này. 0,24C, thầy chuyển nó trừ 0,24 với trừ 1,48 qua bên phải. Thì nó là 0,24 này. 1,48 này. Được chưa? 1,14 này nhân cho a 0,132 cộng cho trừ cho 1,898 nhân cho b b bằng 0,06. Phương trình dưới này mình quăng 16 với 112 qua bên phải, 16 112 16a 0,132 cộng cho 8,8 nhân b là 0,06. Đó. Từ đây tính được C và D. 006 và 0,015. Được chưa em? Khi đó em tính M nữa là xong. Tính M đi. Bằng 30 em. M bằng 30. Và đây là đáp số cuối cùng. Đây, có đúng là câu D. Bài này không có khó, có khó đây là chúng ta xử lý không kịp thôi. Vì nó có bốn ngoặc, chúng ta xử lý không khéo là chúng ta sẽ làm không kịp nha. Nè, mấu chốt của bài toán này nằm ở đâu? Đó là cái chỗ áp suất giảm 10%. Đây, nghe nói là đoạn này. Nung đến khi các phần sẽ đào hoàn toàn rồi đưa về nhiệt độ ban đầu thì áp suất trung bình giảm 10%. Chúng ta giải thích cho các bạn hiểu rõ. Đó là mình có PV bằng NRT, P và N tỷ lệ thuận với nhau. Nghĩa là P tăng thì N tăng, mà P giảm thì N giảm. Như vậy, cái mol oxy ban đầu là bằng mol oxy phản ứng là 2,75A cộng cho 0,25B cộng cho oxy dư bằng 0,54. Mol sau bây giờ gồm có SO2, CO2 và oxy dư, hiểu không em? Ba thằng này đây. Và trong trường hợp này người ta kêu chúng ta là giảm 10%, tức là nó còn lại 90%. Như vậy hỗn hợp sau vẫn chúng ta là còn lại là cái số mol bây giờ là 0,486. Hiểu chưa? Hiểu chưa nhỉ? Rồi, cái đó chúng ta sẽ có biểu thức đầu tiên chữ A và B. Rồi, theo đề cho là phần trăm oxy bằng chừng này. Thì chúng ta sẽ nhớ thầy là khi người ta cho phần trăm thì tìm mol. Mol oxy sẽ bằng 0,0095 m. Được chưa? Và nhiệm vụ của bạn là bung ra mol oxy trong trường hợp này là 3B cộng cho C cộng cho 3D bằng 0,095 m. M chúng ta thêm mấy cái này vô. Được chưa? 120 này, 116 này, 80 này, 160 này. Cái đó em sẽ tìm được biểu thức thứ hai chữ ABC và D. Được chưa nào? Tiếp tục của chúng ta đó là như vậy, trong cái dự kiện thứ nhất, trong cái dự kiện đầu tiên người ta cho chúng ta tìm được hai biểu thức chữ ABC, D. Và dự kiện sau thì khá là đơn giản thôi. Thằng này tác dụng với H4 đặc thì tạo ra muối và hỗn hợp khí gồm có CO2 và SO2. Rồi bạn nghe kỹ. Trong trường hợp này nghe. Thì đây chúng ta sẽ đi bảo toàn carbon này. Carbon bên FeCO3 là B, thì bên này có một carbon nó là B. Được chưa? Cho tổng số mol của thằng này là 1,08, như vậy chúng ta lấy 1,08 trừ B thì ra SO2. Được chưa nào? Cái đó bảo toàn E thì sẽ tìm biểu thức thứ hai chứa A, B, C, D và biểu thức thứ ba đây. Được chưa nào? Được chưa nào? Bảo toàn nghe thì khá là đơn giản đâu, nên mình nói nhiều rồi bạn tự hiểu. Và cái cuối cùng chúng ta đó là chúng ta dựa vào khối lượng. Đây, khối lượng thằng này là bằng 1,08 gram. 1,08 này M này bằng Fe4 cộng cho CO4 này. Chúng ta sẽ tìm biểu thức thứ tư chứa ABCD. Khi mình tìm được ABCD rồi thì chắc chắn tìm được M. Hiểu chưa? Vậy thôi.